các suy nghĩ của quý vị sẽ hoàn toàn thay đổi không kháng cự với người hay vật họ đối lập với ta nhưng ta không đối lập với họ sau khi đã đi sâu vào giáo nghĩa đại thừa chúng ta mới hiểu được là bởi vốn là nhất thể làm gì có chuyện không quan tâm lẫn nhau Ta nhất thể với như lai trong mười phương Những suy nghĩ của chúng ta Vật chất trên cơ thể này của chúng ta Đều là hiện tượng chuyển động sống Mỗi niệm Trong hiện tượng chuyển động sống này Đều có sự liên hệ Những sóng điện này đều tương ứng Liên thông Ý nghĩa của sự liên thông này là gì đó là sự gia trì mãi mãi không bao giờ gián đoạn à, Bất kể quý vị đang mê hay đã ngộ Chúng sinh không biết Phật Bồ Tát Nhưng Phật Bồ Tát biết rõ chúng sinh Cho dù chúng sinh làm nhục, coi thường Thậm chí tiêu diệt Phật Bồ Tát Thì các ngài vẫn gia trì cho họ Chưa bao giờ rời bỏ họ Phật Bồ Tát không giống chúng ta Quý vị coi trọng tôi Tôi sẽ đối xử tốt với quý vị Chửi bới tôi tôi sẽ đặt quý vị sang một bên Thờ ơ với quý vị Không phải như thế Hoàn toàn thanh tịnh bình đẳng giác Chân lý này rất sâu sắc Giáo lý Đại Thừa nói Vô duyên Đại Từ đồng thể Đại Bi Vô duyên là không đi kèm điều kiện từ là yêu thương Bi là thương xót so. Chúng sinh với ta nhất thể Đáng tiếc họ đang mê chưa giác ngộ Họ đang chịu khổ sở trong lục đạo Bồ Tát không nhẫn tâm nhìn thấy họ chịu khổ Luôn luôn tìm đủ phương cách để giúp họ Giảm gánh nặng cho họ Đến lúc nào họ mới biết cảm ơn Đến lúc giác ngộ họ sẽ hiểu Dùng trôi lăn trong lục đạo Bao nhiêu đời kiếp này Phật Bồ Tát vẫn luôn luôn để mắt đến họ Chưa lúc nào rời bỏ họ Chưa đến lúc đó họ chưa biết cảm ơn Bởi thế muốn cảm ơn Phải biết tri ân Họ không biết ơn thì làm sao cảm ơn Nhưng Phật Bồ Tát không bao giờ Hy vọng quý vị cảm ơn, báo ơn không bao giờ các ngài có suy nghĩ đó lúc nào cũng ban bố ân đức